Review. Các bạn thân mến, mình đang ở trong cái khu công viên vui chơi Yominando ở tại khu vực gần sát với Tokyo, và chỉ cách với Tokyo là khoảng 30 phút đến 35 phút đi tàu từ trung tâm của Tokyo, đó là Shinjuku. Thế thì đến đây là các bạn có thể thoải mái vui chơi, cho các em nhỏ cũng như là mọi người đến đây tham quan vui chơi thì rất là thú vị, có cả không gian cho các em nhỏ rất là nhiều, kể cả cái khu vực vòng quay này các bạn này, đây này. Đấy, chỗ này rất là đẹp, nếu như gia đình nào các bạn có các em nhỏ ấy, cho các em nhỏ đi chơi ở đây cũng rất hợp lý. Ở đến đây thì có cả khu vực khu giữa trung tâm này, các bạn có thể ngồi này rồi xem biểu diễn văn nghệ vui chơi ở tại đây. Và du xuân thì vào đầu xuân năm mới thì đến đây rất là đông, nhất là những ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật thì cực kỳ đông luôn đấy. Như hôm nay mình đến đây cũng là ngày lịch đỏ, ngày lễ nghỉ lễ của Nhật Bản, rất là đông, các bạn thấy không, rất đông luôn. Khu này thì họ có cáp treo đi ngoài, đi từ ngoài vào cũng rất là dễ dàng, cách đi thì đơn giản lắm các bạn. Các bạn lên trên mạng các bạn tra là sẽ ra ngay. Có nhiều các cái trang web họ lại hướng dẫn các bạn đi đến đây như thế nào. Và khu này thì sẽ đóng cửa vào lúc 8:45 là cáp treo sẽ dừng hoạt động. Nếu như các bạn còn ở lại đây thì các bạn sẽ phải đi bằng đường bộ đi ra. Chúng ta đi bộ ra thì nó cũng không hơi vất vả một tí thôi, mất nhiều thời gian hơn, chắc là khoảng độ 20 phút gì đó các bạn đi bộ ra, hoặc không thì các bạn sẽ tới taxi hoặc là đi bằng xe bus ra ngoài. Ok, các bạn mà đi đến cái chỗ khu tham quan Yomirando này thì đây là địa điểm mà các bạn sẽ lên cáp treo các bạn nhé. Đây hoạt động từ đến 8:45 là sẽ hết cáp treo, cho nên là địa điểm mà các bạn phải mua, chúng ta sẽ mua khứ hồi là 500 yên một người. Nếu như các bạn mua một chiều thì là 300 yên các bạn nhé. Đây là địa điểm bán vé để có thể mua vé đi cáp treo các bạn này. Đấy. Và từ đây chúng ta sẽ đi lên phía trên để lên cáp treo nhé. Chúng ta tham quan toàn bộ cái khu vực Yominando này cực đẹp luôn. Và đi vào thời điểm này thì hơi lạnh các bạn ạ, hơi lạnh. Và buổi chiều nếu như tầm 5:00 đến 6:00 mặt trời bắt đầu lặn ấy thì là lúc đấy là rất đẹp. Hệ thống đèn nếp cũng như là khu vui chơi giải trí này rất là đẹp. Cái tuyến KO này thì nó chạy thẳng từ Shinjuku Tokyo đến đây. Đây là cái hệ thống buồng lái cáp treo các bạn này. Đấy, rất là hay nhá. Chúng ta sẽ lên cáp treo này đi nhá. Ok, let's go vào các bạn nhá. Đây là chúng ta lên này cáp treo bạn nhá, lên ngồi rồi nhá. Đấy, cáp treo thì nó nhỏ thôi, rất là nhỏ xíu xíu. Cáp treo này ngồi được 6 người các bạn ạ, 6 người, 8 người. Tổng là 8 người. Đấy. Và bây giờ chúng ta đi thẳng nhá. Đây các bạn nhìn này, đằng sau người các vị khách đằng sau họ cũng lên này. Đấy, họ cũng lên cáp treo luôn. Đi cái khu
Yomirando này rất là đẹp. Nhất là cái dịp mà vào chuẩn bị vào dịp Noel ấy, đây là một trong những cái địa điểm rất là hot. Nó cách với Tokyo rất là gần thôi. Và đi từ trung tâm Tokyo như kiểu Shinjuku ấy, các bạn mất có 35 phút đi tàu và chỉ đổi tàu một lần thôi. Còn nếu mà đi từ khu vực Ikebukuro thì các bạn mất khoảng 45 phút. Nếu mà đi từ Tokyo thì chúng ta sẽ mất khoảng 1 tiếng. Đấy, đây, các bạn thấy chưa? Lên này, cáp treo đi lên này, thẳng tắp. Nhìn thấy toàn bộ khung cảnh khu Tokyo đằng sau luôn. Quá đẹp luôn. Chỉ cần các bạn chờ đến cái lúc mà trời nhá nhem tối, cái hệ thống đèn led của cái khu vui chơi giải trí này đã được bật lên thì đúng là tuyệt đẹp luôn. Đấy, họ cũng đang tiến thiết xây dựng thêm cái phía ngoài các bạn ạ. Hệ thống cáp treo này cũng được đảm bảo an toàn cho du khách đi tham quan. Họ cũng làm rất lâu rồi. Đấy. Ở trên này thì dân ở cũng vắng lắm các bạn, dân ở ít lắm đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đến đây thì các bạn có thể đi bằng ô tô rất là tiện nếu mà có ô tô. Ở phía dưới này có cả cái đền Jinja và có ngôi chùa các bạn này, đây người ta để đây. Đấy. À, ngày hôm nay tôi đi là một trong những cái ngày mà Nhật Bản đang một trong những cái kỷ niệm và cũng như là cái bước ngoặt sang trang mới của các bạn trẻ, là kỷ niệm ngày 20 tuổi. Ở Nhật Bản nó có cái ngày kỷ niệm 20 tuổi và lễ thành hôn, lễ trưởng thành ấy. Đấy, để tổ chức những cái ngày lễ trưởng thành thì các trường cũng như là các hội nhóm dành cho các bạn thanh thiếu niên ở Nhật Bản này, họ cũng phát triển rất là mạnh để phục vụ cũng như là làm thêm cho các bạn ấy bước vào cuộc sống cuộc đời ấy, kiểu như kiểu vào cuộc sống cuộc đời có thể đủ tuổi để uống rượu ấy. Đấy. Các bạn thấy không? Chào mừng các bạn đến với Yomilando nha các bạn nha. Yomilando thuộc khu vực Kawasaki. Đây là tổng thể toàn bộ khu vui chơi giải trí này, có cả khu vực ẩm thực, khu vực ăn uống, khu vui chơi và rất là nhiều những trò chơi nhỏ nhỏ dành cho du khách khi mà đến đấy. Cái khu vực này vào mùa hè các bạn có thể được thưởng thức và trượt như là kiểu đi đường ống nước các bạn ạ. Ở phía trên đỉnh cao các bạn có thể trượt xuống dưới, nhìn rất là đẹp. Họ trang hoàng cho khu vực này quanh năm ngày tháng đèn led bạn nhá, rất đẹp. Rồi chúng ta sẽ đến ga rồi. Và bây giờ vào ga để đi bộ tham quan khu vực này các bạn nhá. Ngày hôm nay là ngày lễ trưởng thành cho các bạn trẻ người Nhật Bản đủ 20 tuổi, là các bạn có một cái ngày lễ rất là đẹp. Các bạn ấy mặc kimono rất là đẹp lên đây để tổ chức cái ngày lễ trưởng thành cho các bạn ở đây thì mình thấy rất là đẹp, ý nghĩa.
Trước khi vào trong khu vực này thì các bạn phải mua vé các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải mua vé để chúng ta đi vào. Đây là quầy bán vé này. Đây là cái điểm các bạn mua vé nhé. Điểm mua vé, sau đó chúng ta sẽ vào trong bên trong để chúng ta đi qua cổng soát vé. Các bạn đi vào trong. Đây có cả khu vực vòng quay to lớn kìa, khổng lồ kìa, để các bạn có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của khu vực Tokyo đây. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đây các bạn đang mặc kimono là ngày lễ trưởng thành này. Quá đẹp. QR code タッチお願いします. QR code. Không này. これ しか ない. À, これ là 機械 ある. Đấy. Phía trên cái tuyến cáp treo cái đang chạy kia là từ cái cổng bên phía ngoài gần nhà ga. Các bạn đi từ nhà ga vào thì các bạn sẽ đi bằng tuyến cáp treo cho nó tiện các bạn nhé. Nếu như các bạn đi bằng tàu, còn nếu như các bạn mà không đi bằng cáp treo, chúng ta sẽ đi bộ mất khoảng từ 15 cho đến 20 phút. Đường cũng rất là núi cao nên có hơi vất vả. Đây là toàn bộ tổng thể phía trên của khu vực khu vui chơi này. Đây là cái con gấu mà kiểu biểu tượng của cái khu Yomirando này các bạn nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Thật ra thì không gian cũng như là khung cảnh của khu vực này thì nó cũng không rộng lắm đâu, nhưng mà nó thoải mái, luôn luôn thoải mái và đủ để chúng ta có thể có không gian chơi, vui chơi cho các em. Nếu gia đình là có các bạn nhỏ ấy, thì đưa các bạn đến đây cũng rất là thích. Đấy, các bạn thấy không? Ở đây có cả hệ thống tàu lượn trên không này, rồi thì các loại siêu tốc, rồi thì các loại mạo hiểm. Đi cái tàu kia thì các bạn thoát tim luôn. Ở đây thì họ có những cái khu vực bán như kiểu những cái món như bánh mì này, karaage này, rồi những cái món bánh kem cho du khách ở đây, thì các bạn có thể đến đây mua kem, rồi mua các vật dụng
vui chơi, cái đồ chơi trẻ con cho các em. Đấy, đây này các bạn này, cái khu vực này thì là bán những cái món đồ này. Ở khu này mình nghĩ rằng là rất thích hợp cho các cặp hộ gia đình có các em nhỏ đến đây vui chơi thì đúng là tuyệt vời, các em rất là thích. Đấy, thích rất là thích thú. Vì khu vực này cũng rất là an toàn, nó nhỏ nhỏ, nó không quá rộng cho nên là rất là nhiều em nhỏ đến đây. Cái buổi tối mà các bạn đứng ở phía trên mà nhìn ngắm toàn bộ khu vực này cũng rất là thú vị đấy. Đây các bạn đi xếp hàng này, xếp hàng đông luôn để đi cái tàu lượn trên không này, nhưng mà thấp thôi, loại thấp thì chắc là nó sẽ không mạo hiểm nhiều. Họ thiết kế cho nhiều những cái khu vực, những cái trò chơi mạo hiểm với cấp độ từ nhỏ cho đến cao. Nên là em nào nhỏ thì chơi những cái trò chơi mạo hiểm nhỏ, còn em nào lớn thì chơi những cái trò chơi mạo hiểm lớn cũng rất là hợp lý. Còn các bạn thanh niên thì đến đây cũng vẫn là vui rồi, cũng rất là vui, các bạn có thể chơi những trò chơi mạo hiểm như là tàu lượn trên không, trên cao kìa, những trò chơi rất là cao ở trên kia. Còn các em nhỏ nhỏ thì các bạn có thể chơi những trò chơi ở dưới mặt đất, nó đơn thuần, đơn giản hơn. Kìa, các bạn thấy không? Đấy, cái trò chơi kìa, thuyền cá mập kìa. Đấy, trò chơi đấy dành cho những bạn mà yêu thích sự mạo hiểm. Cực kỳ là cao luôn, nó lộn xung quanh luôn. Đấy, các bạn thấy không? Như kia thì bảo sao nó không sợ các bạn, như lộn ngược luôn đấy các bạn. Quá là thử thách luôn, thoát tim luôn. Này các bạn thấy không, lộn luôn, ngược luôn này. Ấy, thử thách luôn. Nhưng mà nó không kiểu không rơi tự do, nó vẫn có cái sự khống chế của máy cho nên là cũng không lo ngại lắm. Rất an toàn các bạn, an toàn. Khu này là khu bán đồ ăn các bạn này. Đây khu bán đồ ăn. Nếu các bạn muốn ăn uống ở đây, các bạn có thể ăn ở đây. Thật ra thì nó cũng hơi đắt so với bên ngoài, nhưng mà cũng bình thường, cũng không quá đắt các bạn ạ. Giá cả cũng phải chăng thôi. Đây này, có cả xe điện này, lái xe điện xung quanh phố này đấy. Cũng nhiều trò chơi lắm, rất là nhiều trò chơi hấp dẫn. Đấy, cũng rất là nhiều những trò chơi.
Okay.
đi xem hay cũng biết nhiều chỗ thì xem hết nơi chứ. À, cũng biết hay phải đi xem hết các nơi để cũng biết chơi cho anh. Buổi tối ở đây các bạn ạ, khi mà đèn lên ấy là cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp lộng lẫy luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy không? Sáng quắc trang hoàng luôn khu vực này. À, vào buổi chiều thì hơi nhá nhem cũng rất là đẹp, nhưng mà buổi tối khi mà tất cả đèn được trang hoàng lên ấy thì nó hiện lên một vẻ đẹp rất là hay. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn chưa? Như kiểu một cái lô đài luôn. Đấy, như một cái lô đài luôn. Quá đẹp. Mùa đông mà đến đây thì hơi lạnh các bạn ạ, vì nó nằm ở gần khu vực vùng núi, cho nên là rất là lạnh, xe lạnh.